Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong suốt gần 3 năm qua, Ai Cập chưa ngày nào được sống trong hòa bình thực sự. Bất chấp những nỗ lực khôi phục đất nước của chính phủ lâm thời, cuộc khủng hoảng an ninh, chính trị, xã hội, kinh tế tại xứ sở Kim Tự Tháp vẫn chưa tìm ra lối thoát, thậm chí còn có phần bế tắc hơn. Mới đây nhất là vào ngày hôm qua 24 tháng 12, nước này đã phải chứng kiến một vụ đánh bom liều chết mà giới chức nước này gọi là vụ khủng bố tồi tệ nhất, nhằm vào một trụ sở cảnh sát tại thành phố Mansoura ở phía bắc Cairo. Một nhóm thanh chiến đóng tại bán đảo Sinai đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom đẫm máu nói trên. Ngày 24 tháng 12, nhóm thanh chiến đóng tại bán đảo Sinai có tên là Ansar Bay al-Mahdi đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom đẫm máu vào sở cảnh sát tại thành phố miền Bắc Mansoura trước đó cùng ngày. Trong một thông cáo, nhóm trên cho biết mục tiêu của họ là tấn công vào các binh sĩ và nhân viên cảnh sát, đồng thời khẳng định rằng vụ tấn công là do một phần tử đã lái chiếc xe chở bom thực hiện. Vụ đánh bom liều chết xảy ra vào sáng sớm ngày 24 tháng 12. Các nguồn tin an ninh cho hay vụ việc đã gây ra những tiếng nổ lớn, khiến cửa kính của các tòa nhà xung quanh vỡ tan và người ta có thể cảm nhận được tác động của vụ nổ trong bán kính 20 km. Tính đến ngày hôm nay, số người chết trong vụ việc này đã lên đến 15 người, trong đó có ít nhất 8 cảnh sát và 5 nhân viên y tế, trong khi hơn 130 người khác bị thương. Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Mọi người bắt đầu bỏ chạy trong hoảng loạn. Cảnh tượng lúc đó rất khủng khiếp. Các bệnh viện lân cận khu vực hiện trường vụ nổ đã nhanh chóng chật kín bệnh nhân. Những gì tôi được chứng kiến là một tiếng nổ rung trời. Tất cả chúng tôi đã cố gắng tìm cách thoát ra khỏi hiện trường. Rất nhiều người đã bị thương và nhiều nhân viên cảnh sát đã chết. Ơn trời tôi vẫn còn may mắn hơn những người khác. Kênh tin tức truyền hình Sonin ngay sau đó đã kêu gọi người dân đến bệnh viện hiến máu cho các nạn nhân trong vụ nổ. Hai quan chức an ninh hàng đầu của tòa nhà an ninh thành phố Mansoura cũng nằm trong số những người bị thương. Những cuộc tấn công vào binh sĩ và cảnh sát Ai Cập đã tăng mạnh kể từ khi quân đội lật đổ cựu tổng thống Mohamed Morsi hồi tháng 7 vừa qua. Cho đến nay, khoảng 200 binh sĩ đã thiệt mạng tại Sinai kể từ khi ông Morsi bị lật đổ. Vụ tấn công khủng bố nhằm vào trụ sở an ninh tại thành phố Mansoura cùng với những hậu quả nghiêm trọng của nó đã khiến các nhà chức trách Ai Cập không khỏi lo ngại, nhất là trong bối cảnh chính trường nước này đang tồn tại nhiều bất ổn chưa được giải quyết ổn thỏa như hiện nay. Phản ứng sau vụ việc, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim đã kịch liệt lên án hành động hèn hạ của nhóm khủng bố. Đây cũng là quan điểm của người dân nước này khi họ phải chứng kiến ngày càng nhiều những người vô tội bị giết hại. Phát biểu với báo chí, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim nhận định vụ đánh bom liều chết xảy ra vào sáng sớm ngày 24 tháng 12 là vụ tấn công khủng bố nhằm đe dọa người dân trước thời điểm Ai Cập tiến hành trưng cầu dân ý về hiến pháp sửa đổi vào giữa tháng 1 năm tới. Ai Cập đã bắt giữ 4 nhà hoạt động chính trị vì thực hiện các hành vi chống phá tương tự. Tất cả những hành vi này nhằm tạo ra sự nhiễu loạn và nhằm khủng bố vào người dân trước khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý. Thủ tướng lâm thời Ai Cập Hazem Belawi cùng ngày cũng tuyên bố coi tổ chức anh em Hồi giáo của cựu tổng thống Mohamed Morsi là tổ chức khủng bố đang đe dọa an ninh quốc gia của Ai Cập. Những gì xảy ra ngày hôm qua là một sự xúc phạm đối với quốc gia này. Các bạn biết rằng phán quyết của tòa án đã được ban hành về việc cấm các hoạt động của nhóm anh em Hồi giáo và đất nước này đã thi hành theo đúng luật. Nhưng những gì chúng tôi nhìn thấy hôm qua là một kiểu khủng bố mới với quy mô lớn hơn. Trong khi đó, vụ việc xảy ra tại trụ sở cảnh sát ở thành phố Mansoura cũng đã vấp phải sự lên án mạnh mẽ từ phía công chúng. Người dân cho rằng những hành động như thế này đang làm tổn hại nghiêm trọng đến đất nước Ai Cập, vốn vẫn chưa thoát khỏi vòng xoáy bất ổn hiện nay. Đây là một hành động không thể chấp nhận được. Họ đã tàn phá đất nước này, họ hủy hoại tổ quốc mà lại muốn công chúng ủng hộ, bầu họ lên lãnh đạo đất nước. Thật khó tin. Việc làm của họ sẽ chẳng bao giờ có thể đem lại thứ mà họ đang muốn. Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Ai Cập sẽ bắt đầu tiến trình chuyển tiếp chính trị, vốn bắt đầu bằng việc bỏ phiếu về hiến pháp mới và sau đó là cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội. Vụ tấn công khủng bố vừa xảy ra tại Mansoura không khác gì một lời cảnh báo nhằm vào người dân và chính phủ lâm thời nước này. Tuy nhiên, với quyết tâm xây dựng một chính quyền dân bầu mới, lãnh đạo lâm thời Ai Cập thề sẽ tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa khủng bố, đồng thời khẳng định vụ tấn công ngày hôm qua không ảnh hưởng đến lộ trình mà họ đã vạch ra. Trong một thông báo chính thức, Phủ Tổng thống Ai Cập nêu rõ, vụ tấn công khủng bố sáng 24 tháng 12 sẽ chỉ càng khiến chính quyền và người dân Ai Cập quyết tâm và đoàn kết hơn trong cuộc chiến chống khủng bố, tiêu diệt các thế lực tội ác đen tối. Thông báo khẳng định chủ nghĩa khủng bố không thể làm thay đổi việc thực hiện lộ trình chính trị đã định theo ý nguyện của người dân Ai Cập.
Cùng ngày, Thủ tướng lâm thời Ai Cập Hazem Belawi đã tiến hành phiên họp khẩn cấp đặc biệt kéo dài 4 giờ với Bộ trưởng các Bộ Tư pháp, Tài chính, Phát triển địa phương và Đoàn kết xã hội để bàn biện pháp thực thi lệnh cấm mọi hoạt động của tổ chức Anh em Hồi giáo và ngăn chặn mọi con đường tài trợ tài chính cho các hoạt động khủng bố tại Ai Cập. Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim khẳng định các lực lượng an ninh sẽ truy bắt bằng được những kẻ đứng đằng sau tội ác hôm qua để đưa ra xét xử trước pháp luật. Ai Cập sẽ tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố tại mọi ngóc ngách và trên tất cả các vùng lãnh thổ của đất nước. Tất cả chúng tôi đã hạ quyết tâm sẽ tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố đến cùng. Những hành động khủng bố không làm chúng tôi sợ hãi mà ngược lại. Chúng tôi sẽ tăng cường sức mạnh để đẩy lùi nó. Các kế hoạch an ninh đã được thực hiện và bất cứ điều gì xảy ra cũng không làm ảnh hưởng đến quá trình trưng cầu dân ý bởi chúng tôi đã có một kế hoạch an ninh toàn diện. Các phương tiện truyền thông Ai Cập hôm qua cũng dồn dập đưa tin, phản ánh sự kiện khủng bố, coi đó là một hành động tội ác và đê hèn nhằm phá hoại an ninh, sự ổn định và thống nhất của Ai Cập. Trung tâm báo chí quốc gia Ai Cập ngay chiều ngày hôm qua đã gửi thông điệp tới tất cả các phóng viên và phương tiện truyền thông quốc tế tại Ai Cập, kêu gọi sự ủng hộ cho các nỗ lực của chính phủ và người dân Ai Cập trong cuộc chiến chống khủng bố vì một tương lai an toàn và phát triển của đất nước kim tự tháp. Thưa quý vị và các bạn, vụ tấn công khủng bố nhằm thẳng vào một trụ sở cảnh sát ở Ai Cập ngày hôm qua cho thấy các nhóm thánh chiến tại bán đảo Sinai đang trở nên ngày càng nguy hiểm. Đây sẽ là một thách thức không hề nhỏ đối với chính quyền lâm thời Ai Cập trong việc nỗ lực khôi phục và xây dựng lại đất nước sau một thời gian dài khủng hoảng. Giờ Ai Cập, chúng ta sẽ đến với một điểm nóng khác ở châu Phi. Quốc gia trẻ nhất thế giới Nam Sudan ngày hôm nay tiếp tục chìm trong bầu không khí sợ hãi và tuyệt vọng khi bạo lực leo thang. Những vụ hành quyết tập thể vẫn diễn ra ở thành phố Bo, thủ phủ bang Jonglei ở miền đông của Nam Sudan, nơi đã rơi vào tay các phiến quân. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại đây đang trở thành nơi bấu víu của những người dân chạy loạn trong vô vọng. Trong dòng thời sự này, một sự kiện thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế là việc Nhật Bản cung cấp 10.000 viên đạn cho binh lính Hàn Quốc đang triển khai tại Jonglei của Nam Sudan. Đây là lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai, Tokyo cung cấp vũ khí cho quân đội nước ngoài, bởi hiến pháp nước này hạn chế hoạt động của lực lượng quân đội và giới hạn việc xuất khẩu vũ khí. Chưa kể, Tokyo và Seoul đang căng thẳng xung quanh chủ quyền của quần đảo Dokdo Takeshima. Điều gì nằm sau quyết định bất ngờ này? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần tiếp theo của Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay. Hãng tin AFP của Pháp cho biết quyết định cung cấp 10.000 viên đạn cho lực lượng Hàn Quốc tại Nam Sudan đã được đưa ra trong một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 23 tháng 12 của Hội đồng An ninh Quốc gia do Thủ tướng Shinzo Abe chủ tọa. Trước đó, Hàn Quốc đã yêu cầu Nhật Bản và Liên Hợp Quốc cung cấp đạn súng trường thuộc sở của lực lượng phòng vệ Nhật Bản, lực lượng hiện cũng đang tham gia phái bộ tại Nam Sudan. Theo phía Hàn Quốc, quân đội nước này cần sẵn sàng cho việc tự bảo vệ cũng như bảo vệ người tị nạn tại Jonglei, bang bất ổn của Nam Sudan. Đài truyền hình Nhật Bản NHK đưa tin, các quan chức chính phủ Nhật Bản cho rằng tình trạng khẩn cấp và những nhu cầu về mặt nhân đạo tại Nam Sudan đã buộc chính phủ Nhật Bản phải thực hiện một hành động ngoại lệ đối với lệnh cấm xuất khẩu vũ khí của nước này. Có một yêu cầu mang tính chất khẩn cấp từ Liên Hợp Quốc tới chính phủ Nhật Bản về việc cung cấp đạn dược để bảo vệ cuộc sống của người dân tị nạn và quân đội Hàn Quốc. Ông Suga khẳng định rằng việc cung cấp đạn dược lần này nằm ngoài lệnh cấm xuất khẩu vũ khí của Nhật Bản. Chúng tôi đã đồng ý sau khi xem xét rằng sự cần thiết của đạn dược là rất cao với bản chất nhân đạo và khẩn cấp. Do đó, nó không phải là một hành động trái với lệnh cấm xuất khẩu vũ khí. Nó phù hợp với luật pháp Nhật Bản, đóng góp cho sự hòa bình quốc tế và có thể được xem xét như một lô hàng viện trợ. Số đạn dược nói trên thuộc sở hữu của lực lượng phòng vệ trên bộ của Nhật Bản đang thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan. Theo ông Suga, chúng đã được chuyển giao và tư lệnh của quân đội Hàn Quốc đang triển khai tại đây đã có lời cảm ơn. Tuy cũng tham gia chiến dịch duy trì hòa bình tại Nam Sudan, nhưng lực lượng Nhật Bản không tham chiến. Theo đài truyền hình Nhật Asahi, hiện có khoảng gần 400 lính Nhật được triển khai tại Nam Sudan, nhưng họ chỉ hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, sửa chữa hạ tầng cơ sở. Về phần lực lượng Hàn Quốc triển khai tại Nam Sudan, họ chủ yếu là kỹ sư, nhân viên y tế. Tuy nhiên, trong tình cảnh nội chiến đang bùng lên hiện nay tại nước châu Phi này, Seoul đã yêu cầu Liên Hợp Quốc cung cấp thêm đạn dược để tăng cường năng lực tự vệ. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết có 280 người thuộc lực lượng Hàn Quốc hoạt động ở thành phố Bo, điểm nóng nhất trong xung đột Nam Sudan hiện nay.
Giới phân tích đang chờ xem việc Nhật Bản cung cấp đạn dược cho Hàn Quốc tại Nam Sudan có phải là tín hiệu dự báo khả năng quan hệ Tokyo-Seoul hòa dịu trở lại. Sau nhiều tháng căng thẳng vì tranh chấp trên vùng đảo Dokdo hay Takeshima hiện do Hàn Quốc quản lý nhưng lại bị Nhật Bản đòi chủ quyền. Năm 1967, Nhật Bản đã đề ra 3 nguyên tắc trong lệnh cấm xuất khẩu vũ khí, đó là cấm bán vũ khí cho các nước thuộc khối cộng sản, các nước bị Liên Hợp Quốc cấm vận vũ khí và các nước có tranh chấp với Nhật Bản. Trong khi đó, quan hệ giữa Tokyo và Seoul vốn đang căng thẳng xung quanh nhiều vấn đề liên quan đến lịch sử chiến tranh và gần đây nhất là tranh chấp chủ quyền quần đảo Dokdo Takeshima. Và Nhật Bản cung cấp đạn dược cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Hàn Quốc trong phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan được hy vọng sẽ góp phần làm tan băng trong quan hệ giữa hai nước. Sau một số phương tiện truyền thông Hàn Quốc bác bỏ và cho rằng hành động này chỉ là sự biện minh cho việc gia tăng vũ khí và thậm chí xa hơn là tăng cường sức mạnh quốc phòng của Nhật Bản. Trước những câu hỏi của phóng viên về việc liệu có thực yêu cầu cung cấp đạn dược khẩn cấp là do Seoul đề xuất, chính văn phòng nội các Nhật Bản đã một mực khẳng định. Như tôi đã đề cập trước đó, Chính phủ Nhật Bản nhận được yêu cầu từ Liên Hợp Quốc và cũng đã nhận được yêu cầu từ cả chính phủ Hàn Quốc. Đó là toàn bộ sự thật. Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc lại cho hay việc lực lượng gìn giữ hòa bình của Hàn Quốc tại Nam Sudan đề nghị Nhật Bản cung cấp đạn dược không phải là việc khẩn cấp. Theo đó, quân đội Hàn Quốc mượn đạn dược để dự phòng cho trường hợp giao tranh kéo dài, chứ họ không thiếu đạn dược. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm qua cho biết việc Nhật Bản hỗ trợ đạn dược cho quân đội Hàn Quốc ở Nam Sudan là không liên quan đến việc xây dựng quân đội hoặc khả năng tự vệ tập thể. Như tôi đã nói, đơn vị của Hàn Quốc đã yêu cầu Liên Hợp Quốc hỗ trợ để tăng cường khả năng sẵn sàng tự vệ và nhận được sự hỗ trợ đạn dược từ chính phủ Nhật Bản. Sự thực chỉ có vậy. Bình luận của người phát ngôn Hàn Quốc được cho là nỗ lực làm lắng dịu những chỉ trích trong nước rằng quân đội Hàn Quốc đánh giá không đúng mức tình hình và điều này giúp quảng bá cho chính sách ngoại giao quyết đoán của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người trở lại cầm quyền lần thứ hai cách đây một năm, đã nói ông muốn xét lại hiến pháp để cho phép điều mà ông gọi là chính sách hòa bình năng động hơn trên toàn thế giới. Ông Abe cũng đề nghị nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu, phát triển và sản xuất vũ khí Nhật Bản đã có hàng thập niên nay. Trước đó, báo mạng quốc tế online của Trung Quốc đã trích dẫn một số ý kiến cho rằng với động thái lần này, chính phủ Nhật Bản đã vi phạm nguyên tắc xuất khẩu vũ khí của chính mình và dự đoán sắp tới sẽ nổ ra một cuộc tranh cãi trong quốc hội nước này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onorera Itsunori ngày 24 tháng 12 tuyên bố động thái này không liên quan đến kế hoạch của chính phủ Nhật Bản xem xét lại lệnh cấm xuất khẩu vũ khí. Chúng tôi xử lý tình huống này như một vấn đề mang tính chất nhân đạo và vô cùng khẩn cấp. Chính phủ Nhật Bản cho biết số đạn dược này nhằm bảo vệ các binh lính Hàn Quốc đã thực hiện nhiệm vụ quốc tế và người dân bản địa, do đó nằm ngoài 3 nguyên tắc về xuất khẩu vũ khí của Nhật Bản. Trong diễn biến mới nhất, trước bối cảnh cuộc khủng hoảng an ninh và nhân đạo tại Nam Sudan đang diễn biến phức tạp, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã bỏ phiếu nhất trí tăng gấp đôi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại quốc gia này lên gần 14.000 quân. Chính phủ Nhật Bản hôm nay đã hoan nghênh quyết định này và khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì quân đội tại điểm nóng này. Phát biểu với tư cách đại diện cho chính phủ Nhật Bản, không có bằng chứng nào cho thấy chúng tôi đang xem xét kéo quân ra khỏi hoạt động gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Cho đến nay, số người thiệt mạng sau 2 tuần bạo lực bùng phát tại Nam Sudan đã lên đến hơn 1.000 người, trong khi hàng chục nghìn người khác đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán để đảm bảo an ninh. Quốc gia non trẻ Nam Sudan giờ đây đang đứng trước bờ vực của một cuộc khủng hoảng chính trị nhân đạo khi các nhóm sắc tộc vũ trang Nuer và Dinka liên tục giao tranh, gây ra cảnh đổ máu ở khắp nơi. Trong bối cảnh đó, những hồ nghi xung quanh việc Nhật Bản cung cấp đạn dược cho quân đội Hàn Quốc thuộc phái bộ Liên Hợp Quốc tại đây có lẽ sẽ sớm tan dần, bởi yêu cầu bức thiết hiện nay là cứu lấy người dân Nam Sudan và bảo vệ an toàn tính mạng cho lực lượng gìn giữ hòa bình và nhân đạo tại đây. Chủ động chuyển tay ngày hôm nay cũng xin được dừng lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào 18:30 ngày mai.